báo Pháp, Việt Nam sẽ là con hổ gầm mới của toàn thế giới, Mỹ Trung phải ngước nhìn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, Việt Nam khiến thế giới phải ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt từng ngày. Hơn thế nữa, những thứ mà chúng ta tưởng là bình thường, còn thiếu, nhưng quốc tế lại đánh giá rất cao. Chúng ta không say sưa với những thành tựu đó, nhưng có thể thấy đó để tự tin hơn trong thời gian tới, là lời nhận xét của giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú. Gần đây trang nhất WealthDFM, nền tảng trực tuyến về tài chính hàng đầu của Pháp, vừa có bài viết nhận định Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ và được mệnh danh là con hổ gầm thế hệ mới bất chấp thế giới gặp khủng hoảng. Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng trưởng toàn cầu thấp, một số quốc gia đối tác lớn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất, gia tăng rào cản bảo hộ, xuất hiện rủi ro thách thức mới về an ninh lương thực toàn cầu. Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, hạn hán kéo dài, bão lũ, thiên tai làm ảnh hưởng nặng nề đến nhiều quốc gia. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến theo xu hướng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ bản đạt được các mục tiêu tổng quát đề ra, tạo đà cho quý 3 và cả năm 2023. Trong khi đó, cùng thời điểm sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc đang ngày càng đuối, đồng nghĩa nền kinh tế toàn cầu năm nay thiếu vắng một đầu tàu tăng trưởng. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 yếu ớt so với quý 1, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở lao động trẻ nước này lập kỷ lục mới trong tháng 6 năm 2023. Những số liệu này là bằng chứng mới nhất về đà phục hồi đang ngày càng đuối của kinh tế Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc đang đuối sức rõ rệt. Báo cáo GDP quý 2 của Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm các biện pháp kích cầu để thúc đẩy tăng trưởng, cũng như các điều chỉnh chính sách nhằm giúp phục hồi niềm tin ở khu vực kinh tế tư nhân và đẩy mạnh tăng năng suất lao động. Tăng trưởng kinh tế mất đà giữa lúc người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng và xuất khẩu tụt dốc đang đặt ra sức ép ngày càng lớn, đòi hỏi Bắc Kinh triển khai các biện pháp kích cầu mới. Nhưng một gói kích thích quy mô lớn có thể khiến gánh nặng nợ nần thêm căng thẳng. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng kéo dài trên thị trường bất động sản và tình hình tài chính bấp bênh của các chính quyền địa phương càng khiến bức tranh kinh tế Trung Quốc thêm phần ảm đạm. Mới đây, kinh tế Mỹ đã phát đi một số tin tốt như lạm phát tháng 6 ở nước này giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm, làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể kết thúc sớm chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ mà không nhấn chìm nền kinh tế. Dù vậy, vẫn có nhiều tổ chức dự báo cho rằng kinh tế Mỹ có thể rơi vào một cuộc suy thoái, nhiều khả năng là suy thoái đông vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024. Ở châu Âu, lạm phát vẫn cao dai dẳng, đòi hỏi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB có thể phải tiếp tục tăng lãi suất ngay cả khi Fed đã dừng thắt chặt. Giới chuyên gia cũng cho rằng nếu kinh tế Mỹ suy thoái, kinh tế châu Âu cũng sẽ suy thoái theo. Đến nay, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. 7 tháng đầu năm 2023, CPI bình quân tăng 3,12%, đầu tư nước ngoài tăng 4,5%, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 6,9 lần, cán cân thương mại ước tính xuất siêu 15,23 tỷ đô la Mỹ. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được đảm bảo. Xuất khẩu gạo 7 tháng đạt 4,84 triệu tấn với kim ngạch 2,6 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo với trữ lượng và giá trị cao nhất thế giới. Đáng chú ý, các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 của Trung Quốc cùng với sự cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu trong vài năm trở lại đây. Việt Nam, với vị trí chiến lược đặc biệt tại Đông Nam Á, đã và đang trở nên ngày càng hấp dẫn với các tập đoàn quốc tế tìm cách di rời sản xuất ra khỏi Trung Quốc và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Điều này được thể hiện rõ trong số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể, tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 18,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,7% so với 7 tháng đầu năm nay. Đặc biệt trong 8 tháng đầu năm, hàng loạt các tập đoàn lớn như Apple, Samsung, Foxconn hay Dell đều đã di rời hoặc một phần hoặc chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để hạn chế tối đa những rủi ro về mặt địa chính trị. Theo các chuyên gia, một trong những thế mạnh chính của Việt Nam là lực lượng lao động trẻ có tay nghề và khả năng tiếp cận kỹ thuật số tương đối nhanh. Cùng với đó, nỗ lực chống tham nhũng mà Việt Nam thực hiện trong vài năm qua đã tạo dựng được niềm tin của nhà đầu tư. Việt Nam đã gặt hái thành quả nhờ môi trường kinh doanh tốt hơn và khả năng kết nối thị trường nhanh hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác ở Đông Nam Á. Ngoài ra, việc điều hành linh hoạt các biến số quan trọng của chính sách kinh tế vĩ mô như lạm phát, GDP, cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối để chống lại các xu hướng bất lợi phát sinh từ sau đại dịch COVID-19 cũng đã góp phần quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Từ những kết quả tích cực trên, vào tháng 4 năm 2023, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã dự báo
trong năm 2023, Việt Nam sẽ vượt Singapore và Malaysia để vươn lên vị trí thứ 3 trong ASEAN. Tuy nhiên, với tốc độ tăng GDP như hiện nay, Việt Nam sẽ chẳng mấy chốc mà đứng vị trí đầu bảng về kinh tế thương mại tại Đông Nam Á trong những năm tới. Còn theo WGSN, công ty toàn cầu về dự báo xu hướng, Việt Nam sẽ sớm trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tin tưởng vào các nhãn hiệu và sản phẩm nội địa, với 76% số người thích hàng hóa mang thương hiệu nội địa và made in Việt Nam hơn các thương hiệu nước ngoài. Tương tự với nhan đề triển vọng kinh tế Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ năm 2023 phục hồi du lịch sau đại dịch, báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã nhận định nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 8% vào năm 2022, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân trên toàn cầu và dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh ở mức 6,4% trong năm nay, nhờ động lực chính là đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế biến, chế tạo, đặc biệt là ngành điện tử, máy móc và giày dép. Với tốc độ này, OECD nhận định Việt Nam tiếp tục dẫn đầu top 5 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, cũng như đứng đầu trong nhóm các nền kinh tế mới nổi châu Á, gồm các quốc gia ASEAN, Trung Quốc và Ấn Độ trong năm 2023. Số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố tuần vừa rồi đã cho thấy GDP chỉ tăng 0,8% trong quý 2 so với quý 1. Các số liệu kinh tế được công bố đã gây nhiều thất vọng. Hơn 1/5 số lao động trong độ tuổi từ 16 đến 24 ở nước này đang thất nghiệp. Nếu so với mức tăng trưởng 2,2% đạt được trong quý 1, tốc độ tăng trưởng của quý 2 bằng chưa đầy một nửa. Kết quả này phản ánh doanh thu bán lẻ yếu, đầu tư suy giảm ở khu vực kinh tế tư nhân và sự đảo chiều của xuất khẩu, lĩnh vực tăng trưởng bùng nổ và giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong thời gian đại dịch, nhưng hiện đang gặp khó vì lãi suất cao ở các nền kinh tế lớn. Trong bối cảnh như vậy, thúc đẩy sự phục hồi kinh tế thực sự là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất của Bắc Kinh. Tỷ lệ thất nghiệp toàn phần ở khu vực thành thị Trung Quốc giữ ở mức 5,2% trong tháng 6, nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở lao động trẻ tiếp tục tăng lên mức 21,3% từ mức 20,8% trong tháng 5. Đầu tư tài sản cố định chỉ tăng 0,4% trong tháng 6 so với tháng 5 do tình trạng yếu ớt ở lĩnh vực bất động sản lượng công nghiệp tăng 0,7%. So với các nền kinh tế lớn khác, sự phục hồi kinh tế hậu COVID-19 ở Trung Quốc có nhiều điểm khác biệt. Ở Mỹ và châu Âu, tiêu dùng tăng mạnh sau khi mở cửa trở lại các gói hỗ trợ khổng lồ của chính phủ trong thời gian đại dịch, tỷ lệ thất nghiệp giảm, lạm phát tăng vọt, một phần do ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine, đẩy giá hàng hóa cơ bản toàn cầu tăng cao. Trung Quốc lại khác, lạm phát trong tháng 6 ở nước này là 0%, mức lạm phát này thậm chí còn yếu hơn cả Nhật Bản, quốc gia từ nhiều năm qua được xem là điển hình của tăng trưởng kinh tế trì trệ và giảm phát. Một kênh ảnh hưởng chính của kinh tế Trung Quốc đến kinh tế thế giới là thông qua thương mại. Những quốc gia xuất khẩu nhiều khoáng sản như Brazil hay Australia đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ trong lĩnh vực hạ tầng và bất động sản ở Trung Quốc. Giá của nhiều kim loại từ quặng sắt tới đồng giảm trong năm nay vì nhu cầu ở Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới cho các kim loại này, không phục hồi nhanh như dự kiến. Trong bối cảnh kinh tế chính trị diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn đứng vững gót chân giữa tâm bão, thậm chí có những bước tiến nhảy vọt, quả thực khiến các nước có nền kinh tế vững mạnh như Mỹ, Trung Quốc phải lo ngại. Có lẽ đây cũng là một phần lý do khiến Trung Quốc không ngừng táo bạo mà lộ ra dã tâm bá chủ toàn cầu của mình thông qua các yêu sách về chính trị, quân sự. Dù khó khăn trắc trở, nhưng không chỉ chúng ta mà rất nhiều quốc gia đều phải thừa nhận tiềm năng phát triển không gì cản nổi của Việt Nam. Việt Nam, một quốc gia kiên cường bất khuất, không cúi đầu trước cường quyền. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.